kênh của em nha. Thì hôm nay em xin chia sẻ với cả nhà cái kỹ thuật để chúng ta tạo cái bộ rễ điều cho cây mai vàng ha. Thì cây mai của chúng ta sau khi bứng về, chúng ta lên cái mô cho nó cao, mô cho mình làm cái bồn cho nó cao ha, làm cái bồn cho nó thật cao khoảng chừng 6 tới 7 lớp gạch. Rồi khi mà cái cây nó phát triển với cái tán nó thật là rộng á, tán thật là mạnh cây á, cái cây thật là mạnh á, như cây như thế này ha, thì chúng ta sẽ tháo một hoặc là hai lớp gạch ra, gạch dưới nè, tháo một hai lớp ra, bắt đầu chúng ta bơi phân ra, ta bới phân ra ha, ta bới phân ra rồi bắt đầu thì rễ lúc đó nó sẽ hình thành như thế này ha, thành như thế này rồi chúng ta sẽ lấy phân ta lắp ngược tới lại, bởi ra chúng ta nhớ là chạy theo hướng đều gì nha, đằng sau này cho chúng ta có được bộ rễ đều ha, chạy ra ta lấy cái lớp phân cũ này chúng ta lắp lên cũng được, cái này là chỉ là cái bước tạm thời để chúng ta ấy thôi ha, bước tạm thời để chúng ta đậy cho nó đừng có bị nắng che thôi, nhưng đậy cái này thì rễ nó ăn ngược trở xuống à, còn cái lớp này sau thời gian chúng ta tưới nó sẽ trôi mất ha, là nó từ từ nó dần nó sẽ hình thành cái bộ rễ cho chúng ta là nó đều mà nó đẹp nha. Cũng xin lưu ý với cả nhà mình á, cái cây mai vàng nếu như mà cái rễ nó muốn nó mau to nó phải là ra ngoài không khí, nó ra khoảng ra ngoài ánh sáng nó mới mau to, còn chúng ta trồng dưới đất nó rất là lâu ha. Anh em mình làm mai thì cứ để ý thử ha, tí nữa em sẽ quay một số cây cho cả nhà mình xem là những cây mà em môi rễ lên á, thì cái những cái cọng rễ nó sẽ phát triển rất là mau hơn là những cái cọng rễ nằm ở dưới đất ha. Đấy, chúng ta lắp phân dùm một thời gian khoảng chừng tháng à, tại vì những cây này đang phát triển rất là mạnh nè, bộ rễ này phát triển mạnh lắm, khoảng chừng một tháng nữa thì cái bộ rễ nó sẽ ăn tới xuống ha, trong quá trình chúng ta tưới hoặc là chúng ta lúc đó chúng ta môi cũng được ha. Thì lúc đó là bộ rễ của chúng ta nó đã ăn xuống rồi thì mình phơi nó lên được, phơi lên cho nó tiếp xúc với không khí, tiếp xúc với ánh sáng ha, là khi đó cái bộ rễ nó sẽ phát triển rất là nhanh. Đây, bây giờ thì tại cái phần này đất nó còn lấp nên chúng ta thấy nó không có nhìn nó không có phù hợp, nó không có hợp với cái bộ rễ ngoài ha, nhưng mà từ từ chúng ta làm đế chúng ta môi ra, trong quá trình tưới môi ra thì chúng ta sẽ thấy nó những cái cọng rễ nó xuất phát từ những cọng rễ mẹ ha, còn giờ mình không biết rễ đâu mà nó tùm quá nè, nhưng mà từ từ quá trình tưới mình xối cũng được, hoặc là chúng ta dùng những cái vật dụng chuyên dụng của cây cảnh á, nó môi ra, dùng cây dao kéo gì cũng được môi ra từ từ, sau này chúng ta sẽ có bộ rễ đẹp hơn. Cái này cũng như một số anh em làm mai chiếu thủy thì cũng như vậy ha, anh em làm tạo đế cây chiếu thủy sắp đế á, thì một thời gian thì cũng xối nó rễ nó lên như thế này, đầu chúng ta môi ra chúng ta cái bằng như kiểu như chảy tóc vậy đó, chảy cho nó làm sao mà cho nó đều ha, chảy làm sao cho nó đều, nó đi theo một hướng ra vậy nè, thì sau này nó sẽ được bộ để nó đều, nó không có rối. Rễ này người ta kêu đế bài, còn những bộ rễ mà để nó gói gọn ở trong cái bồn ngoại nó thì sao nữa, nó lên như nó như cái gói mì tôm vậy ha cả nhà, nhìn sẽ không được đẹp mắt cho lắm, gói như gói mì tôm mà nó phải đặc à, nó mới mình nhìn nó mới đã con mắt, nó mới ra cái độ quái. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, khi chúng ta môi lên vậy nè, rồi chúng ta để tới thời gian hoặc là thời gian nó đủ nó ăn rễ xuống rồi chúng ta cho nó lồi lên mặt đất á, cái cộng những cọng rễ này nó rất là mau phát triển nha, phát triển rất là mạnh mạnh lên thì nó sẽ mau to lắm nè, chúng ta môi kiểu như vậy nè, có tay dùng nữa, có cái cây chuyên dụng của bên kiển á, nó như cái bồ cào của tôi bắt giới vậy đó,
thì chúng ta môi sẽ khỏe hơn, còn môi tay nó sẽ đau ha. Tối em thức cả đêm em môi. Ba em ăn sáng ông đi được mấy con chó. Ông nói hôm sao chó nó môi. Chó môi còn hơn người ta môi nữa. Ba em đâu biết. Cả nhà thấy. Này em xuống đất chưa được một năm nha. Đất khoảng tầm khoảng 6 7 tháng, tại vì cái cây nó mạnh thì cái bộ rễ sẽ mau nha. Mà xin lưu ý với mấy anh em á, những cây này chúng ta nên áp dụng với những cây thật là mạnh nha. Cây yếu mình làm nó sẽ si cây ạ. Cây mạnh thì làm không ảnh hưởng tới cây ha. Tại vì ngoài cái lớp rễ mà nó bàn bên trên thì nó còn những cái rễ ăn xuống nữa. Mặc dù nó không nhiều, cái cây mai hoặc là bất cứ cây gì cũng vậy, ta đã bứng lên rồi thì cái rễ ăn xuống nó ít. Với lại nó già, những cây già rồi thì tự động cái bộ rễ chuột nó sẽ chết ha. Không ăn xuống nữa. Đấy, chúng ta thấy cái bộ rễ là nó đi theo y như cái ngọn cây vậy đó. Những cái cây cổ thụ thông thường, những cây cổ thụ không thường nó lớn nó già nó đủ tuổi á thì nó sẽ chết cái rễ rễ chuột. Chết cái rễ chuột thì cái ngọn của nó cũng đi theo như cái nó mọc như cái hướng cái hình của cái bộ rễ của cái cây á, nó sẽ không có mọc nhọn lên nữa mà nó sẽ bằng ra. Mấy anh em thấy để ý những cái còng cây phượng vậy đó ha, thì những cái bộ tán khi đó nó không sẽ lên mọc mà nó nhọn quắc lên nữa mà nó sẽ bằng tháng ra ha. Thì khi đó cái bộ rễ chúng ta cũng vậy, bộ rễ cây chúng ta nó sẽ bè ra, nó ăn theo hướng ngang không chứ không ăn không cắm cắm xuống nữa ha. Rồi, sẵn đây thì em cũng xin giới thiệu với cả nhà mình để làm những cái cây mai mà đế nơm ha. Thì cây nào chứ nếu chúng ta muốn tạo bổ đế của nó cũng vậy. Thì chúng ta phải cần những cái cây nó phát triển rất là mạnh ha. Phát triển rất là mạnh. Đây. Cây này khi lúc đầu đem về thì em trồng trong chậu. Trong chậu em xuống bồn cao ha. Cao từ từ, hồi xưa là bứng về thì nó chỉ có tới đây thôi. Cái bầu nó xuống tới cái phần này ha. Cái bầu nó thì nó mỏng mà nó xuống tới phần này. Cả nhà thấy rễ mồi ra nè. Cây này thì em bứng được khoảng 4 năm nha cả nhà. Thì về cứ giờ mình xuống bồn, cứ mỗi một năm mình gỡ một lớp gạch ha. Mỗi năm á, nè, gạch nè. Thì mỗi năm á, cả nhà tưởng tượng gỡ một lớp gạch xuống vậy. Thì chúng ta dùng dao, dùng cây, dùng chúng ta khiều nhẹ ra. Khiều nhẹ ra mỗi năm xuống một bậc. Mỗi năm xuống một bậc. Rồi bây giờ này làm chắc khoảng 4 năm nè, nó xuống được tới đây ha. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta mới làm đế nè. Ha, cả nhà thấy không? Đấy. Đấy, em này em làm cũng làm hôm. Thấy chưa? Làm đế kiểu như nãy vậy. Đấy. Cả nhà thấy sau này thì nó sẽ có được cái bộ đế cực kỳ đẹp ha. Thì cũng nói với cả nhà đó thì cái cọng rễ mà nó lên mặt đất á, nó sẽ mau lớn hơn nó nằm ở dưới đó. Nếu như mà cái rễ này á, hồi xưa mà tới giờ còn nằm trong chậu thì không bao giờ lớn được như những cọng này đâu. Cọng này là những cọng rễ mồi sau này em bứng lên nó mới ra nè. Hồi xưa là cái dấu bứng ngay chỗ này nè, nhà thấy nè, nó lồi lên phát triển rất là nhanh, đặc biệt là những cái tháng này nè, cái tháng bắt đầu mà nó ngưng nụ á. Ừ, nó ngưng đọt, cây mai bắt đầu ngưng đọt thì nó sẽ nứt da lên, nó phát triển cái thân, nó nứt găng găng phát triển thân, bắt đầu nứt ra. Cây mai chúng ta lấy phân hoặc là lấy cái sơ của cái trái dừa ở ở khu em thì đặc thù thì người ta có chế biến cái chỉ sơ dừa đang thảm đâu đó, thì chúng ta đẩy nó lại, ta đẩy nó lại thì khoảng chừng một tháng rồi. Một tháng thì dở ra thì rễ nó sẽ ăn trắng hết. Những cái cây mạnh nha cả nhà. Thì xin nói thêm cả nhà là nó nhắc lại cả nhà là phải làm những cây mạnh, không có làm những cây yếu thì nó sẽ không được như thế này đâu ha. Đấy, bộ rễ rất là rộng, rễ này khoảng 1,5 m nè. Ta quay gần vậy chứ nó rất là rộng ha. Đó. Thì
thì chúng ta có điều kiện chúng ta sẽ làm một vài cây thì chơi cũng được. Còn nếu như mà để mà làm kinh tế thì rất là ok ha. Tại vì cái cây gì cũng vậy, không riêng gì cây mai, nó về cây kiển thì nhất nhất đế nhì thân mà. Thì cái cây mà nó cái bộ đế nó đẹp thì đương nhiên cái giá trị nó sẽ rất là cao ha. Rồi xin giới thiệu với cả nhà này, cây này cây chù trứng nha. Tại do nó trồng gập quá, gồng nó đóng. Những cái trứng nó đóng lên 4-5 cục, lột cục lòn hòn này nè. Cũng do cái duyên hồi xưa khi em bứng nó bể bầu, nó em có thấy được một vài cái trứng trong này nè. Rồi về em cũng để nguyên vậy em vô chậu. Rồi sau này trong quá trình mà cái cây nó phát triển mạnh rồi đó, cái em mới lấy đồ em moi ra em kiếm cái trứng chứ. Cái từ từ cái cây nó mới từ từ mới phát hiện là mình moi từ từ cái cây, cái rễ nó sẽ phát triển ha, không ảnh hưởng tới cây nha cả nhà. Cây rất là xanh tốt ạ. Môi từ từ xuống cái giờ nó sẽ có được cái bộ rễ nơm này luôn ha. Rễ nơm giờ được 4 tấc à. 4 tấc thì mình làm thêm cái rễ bàn ra nữa. Cây này thì nó già, nó cổ kính lắm mà. Cây này xưa em mua lại của một ông chú lớn tuổi lắm. Mới trồng cây này khoảng 40 năm nhưng mà không có, cái cây nó không có phát triển tại bỏ không á. Về mình coi có thêm mấy chút phân phấn nữa thì nó phát triển tốt hơn. Thông thường những cái cây mai già mà nó còn sức á, thì về nó phát triển rất là nhanh. Già mà lá me luôn thì thua ha cả nhà. Già mà lá me luôn thì đem về làm củi luôn. Đấy, chúng chia sẻ kinh nghiệm với mấy anh em vậy. Thì cây mai mà chúng ta moi rễ lên từ từ nó sẽ ra một được bộ rễ nơm ha. Muốn chải chuốt gì cho nó thành rễ bài á, thì hồi nãy em có chia sẻ với mấy anh em rồi á. Như cây này hồi xưa bị túm rễ luôn nè, chưa cái rễ nó tới đây luôn nè, mình moi lần lần dở lên thành nó thành cái rễ, mấy cọng rễ nó phát triển bự bự không. Rễ này hồi đó lớp rễ dưới, ông kia ông bứng về ông đục mấy này ông bị lủng nè, mới mua lại em làm nay rễ nó phát triển ghê hồn không. Hổm thằng em nó đổ đất mặt ruộng lên mà nó hơi bị lấp, tại những cái đầu rễ, có những cái đầu rễ nó chưa mồi á. Em lắp hơi hơi là vậy để cho nó mồi to ra, mốt cũng bươi ra làm cây đế đẹp ha. Cây mai sắn phát triển kinh hồn, mới 4 tháng cả nhà. Em ghép 4 tháng rồi. Em xin kết thúc cái video tại đây nha. Thì rất mong được sự ủng hộ của cả nhà nha, nhớ like cho em một like nha. Rồi, tạm biệt cả nhà.